Kính chào quý vị, hôm nay thứ Bảy ngày 1 tháng 10 năm 2022, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chiều qua, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với bệnh viện quận 11 để khảo sát về việc thực hiện cơ chế tự chủ và việc đấu thầu mua sắm thuốc trang thiết bị y tế tại bệnh viện. Bệnh viện quận 11 hiện có 36 khoa phòng với tổng số lao động cơ hữu là 587 người, đảm bảo chi đầy đủ lương ngạch bậc, chức vụ, phụ cấp, thu nhập hàng tháng và thu nhập tăng thêm. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, bệnh viện tự thực hiện tổng cộng 32 gói thầu mua sắm thuốc, 173 gói thầu mua sắm hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế, phục vụ công tác điều trị cho người bệnh. Quá trình thực hiện cũng có nhiều khó khăn vướng mắc do các quy định hiện hành còn nhiều điểm chưa hợp lý, như giá trúng thầu năm sau phải thấp hơn năm trước. Giá kế hoạch nó không cao hơn thì giá trúng thầu chắc chắn phải thấp hơn giá kế hoạch. 4-5 năm liền là giá thuốc cứ giảm. Một số thuốc nguyên liệu tăng giá hoặc là nhập về thì cái khâu vận chuyển logistics các kiểu khó khăn thì cái giá phải tăng. Nhưng mà vướng cái chỗ là xây dựng kế hoạch thì giá kế hoạch không tăng được. Năm sau nữa nhiều thuốc khi mà đấu chắc chắn là sẽ rớt thầu. Tại vì với cái giá kế hoạch như vậy thì nhà thầu không thể bán được, bán chắc chắn họ sẽ lỗ. Cái việc chọn là bệnh viện ta quyết định. Chứ còn ông đấu thầu chỉ lấy một chức năng chính, lấy hóa chất chính để đánh giá, là lấy cái giá thấp nhất thì bệnh viện nó có khi họ không xài cái đó. Thì như vậy cái theo công chí là khi đã được gọi là tự chủ ấy, thì mình có được quyền tự chủ chọn thuốc mà mình thấy tốt nhất không? Đúng không? Chứ không phải thuốc rẻ nhất. Thì cái này nó có mâu thuẫn với cái quyền tự chủ thực sự không? Đoàn ghi nhận hết các cái kiến nghị của bệnh viện. Trong đó thì sẽ góp ý trong cái luật khám bệnh, chữa bệnh lần này. Góp ý vào cái luật đấu thầu. Sắp tới thì trong cái làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình kinh tế xã hội, chúng tôi cũng sẽ có cái kiến nghị của Hội đồng nhân dân thành phố xem xét và thống nhất ban hành nghị quyết để là có cái tiêu chuẩn định mức kỹ thuật để chúng ta có thể tiến hành sớm cái việc mua sắm các trang thiết bị mà hiện nay chúng ta còn thiếu. Các đại biểu cũng cho rằng cần nghiên cứu tăng thu nhập cho cán bộ, nhân viên y tế, đặc biệt là có cơ chế riêng cho bác sĩ có tay nghề cao để thu hút nguồn nhân lực chất lượng. Bên cạnh đó cũng cần quan tâm đến nhóm đối tượng điều dưỡng, hậu sinh để họ yên tâm gắn bó với bệnh viện quận 11 nói riêng và các cơ sở y tế công lập nói chung. Nhiều góp ý quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội, các chuyên gia bất động sản đã được đưa ra tại hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo về luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi do Bộ Xây dựng tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với dự thảo luật nhà ở sửa đổi, theo các doanh nghiệp, nên cho chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại được lựa chọn hình thức thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội. Chủ đầu tư hoán đổi quỹ 20% đất tại dự án nhà ở thương mại sang khu vực khác thuộc sở hữu của chủ đầu tư để xây dựng một dự án nhà ở xã hội độc lập. Về quy định quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội phải là loại đất phù hợp với quy hoạch, doanh nghiệp kiến nghị nên quy định rõ đất phù hợp với quy hoạch thì phải phù hợp về loại đất, ví dụ như đất ở. Đối với dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, các đại biểu đề nghị bổ sung quy định rõ các loại hình bất động sản mới như condotel, officetel, hometel. Việc tập huấn cấp giấy chứng nhận môi giới bất động sản nên được phân quyền cho các địa phương, bỏ bắt buộc giao dịch bất động sản qua sàn giao dịch. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, tất cả các nội dung đóng góp sẽ được ban soạn thảo tiếp thu. Với những vấn đề mới phát sinh, ban dự thảo sẽ tổng hợp, lấy ý kiến thêm để hoàn thiện nội dung. Dự án tăng cường năng lực cho thanh niên và tình nguyện viên chữ thập đỏ về khả năng chống chịu dựa vào cộng đồng tại Việt Nam do Hội chữ thập đỏ Hàn Quốc tài trợ từ nguồn ủng hộ công ty Samsung đã được Thường trực Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam phê duyệt tiếp nhận dự án từ tháng 6 năm 2021. Hôm qua, đoàn đại biểu Hội chữ thập đỏ Hàn Quốc đã đến thăm và làm việc với Hội chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh về tiến độ thực hiện dự án này. Dự án được thực hiện từ tháng 6 năm 2021 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024 tại Trung ương Hội và ba địa phương: huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên và thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng giá trị tài trợ 3 năm tương đương 1.500.000 đô la Mỹ. Phương thức tài trợ cấp theo từng năm, tại mỗi địa phương đã đề cử 6 trường trung học phổ thông tham gia thực hiện dự án. Trong giai đoạn 2021-2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh, kinh phí dự án hỗ trợ thực hiện là gần 1,5 tỷ đồng với các hoạt động hỗ trợ cụ thể như cải thiện cơ sở thể thao, nâng cấp trang thiết bị nước sạch, phát triển thư viện, đầu tư thiết bị số, làm việc trực tuyến và vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19. Dự án đã góp phần nâng cao nhận thức và tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên trong trường học, tình nguyện viên trong cộng đồng tìm hiểu và thực hành, áp dụng các hoạt động về tuyên truyền các giá trị nhân đạo, triển khai cách tiếp cận trường học an toàn và các hoạt động trợ giúp tại cộng đồng.
Hiện thành phố Hồ Chí Minh là một trong 21 tỉnh thành phố có mức sinh thấp nhất cả nước và đang bước vào giai đoạn già hóa dân số. Nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân, Chi cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình và Trung tâm Thông tin Triển lãm thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức hội thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về dân số và phát triển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Các tác phẩm dự thi được thực hiện trên máy tính, không hạn chế về màu sắc và hình thức thể hiện với 5 chủ đề. Các nội dung xoay quanh việc giải quyết tình trạng mức sinh thấp, nâng cao chất lượng dân số, nhận thức về lợi ích của việc kiểm soát mức cân bằng giới tính khi sinh, giáo dục về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch gia đình và nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Trước khi nghị quyết 21 ra đời thì chúng ta công tác dân số chỉ tập trung cho lĩnh vực kế hoạch hóa gia đình, thì chúng ta có một cái nguồn tư liệu về tranh ảnh cổ động tuyên truyền trực quan cho dân số rất là nhiều. Tuy nhiên khi có sự chuyển hướng, chúng ta có thiếu hụt cái nguồn tranh ảnh cổ động tuyên truyền về mặt dân số và phát triển, đặc biệt là vấn đề về mức sinh thấp, vấn đề về già hóa dân số, vấn đề về nâng cao chất lượng dân số. Hội thi kêu gọi sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên, công dân Việt Nam và đặc biệt là đội ngũ làm công tác dân số tại các cơ sở. Mục đích nhằm tạo sự đồng thuận, chuyển đổi hành vi và ủng hộ tích cực của toàn xã hội trong việc giải quyết toàn diện các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ, chất lượng dân số. Ban tổ chức đã bắt đầu tiếp nhận bài thi, kết quả sẽ được công bố vào ngày 30 tháng 11 năm 2022. Hiện nay tại thị trường Việt Nam có các giải thưởng dành cho các tác phẩm đã được xuất bản nói chung và trong lĩnh vực sách nói riêng, qua đó khẳng định giá trị về nội dung hình thức của tác phẩm và tôn vinh tác giả, nhà xuất bản đã có nhiều đóng góp cho ngành. Tuy nhiên, việc tôn vinh các cuốn sách hay tại một sự kiện là chưa đủ. Điều quan trọng hơn là làm thế nào để lan tỏa các cuốn sách này đến với cộng đồng và công chúng. Giải thưởng sách hay là một cái màng lọc để giúp cho người đọc có thể chọn những cuốn sách nào mà thực sự giá trị thôi. Chấm giải, các cái cuốn chọn lọc ra những cuốn sách thì cái điều đó rất đáng quý. Nó không phải chỉ có động viên các cái tác giả, các nhà xuất bản mà đồng thời nó cũng giới thiệu cho công chúng là chúng ta đã có những cái sản phẩm rất là bổ ích đối với người đọc. Hậu trao giải là cái đời sống của cuốn sách, vì nó được tôn vinh, đời sống của cuốn sách nó được phát bộ áo mới, nó sẽ được tái bản, nó sẽ được nhiều người lùng kiếm hơn. Kỳ vọng của những người làm chuyên môn trong ngành là vậy. Tuy nhiên thực tế hiện nay, sau khi chấm giải, không phải cuốn sách nào cũng được bạn đọc biết đến và đón nhận. Bên cạnh nỗ lực tự thân của các nhà xuất bản, các đơn vị phát hành đưa sách đến bạn đọc, thì làm thế nào để cuốn sách thật sự lan tỏa trong cộng đồng là câu chuyện được đặt ra. Vai trò của Bộ Thông tin hay là vai trò của sở có thể huy động cái binh chủng truyền thông của mình để tiếp tục quảng bá, lan tỏa giá trị của những cuốn sách hay này. Cái thứ hai là đối tượng phát hành phải nhanh nhạy hơn nữa. Mình có cái hệ thống mạng xã hội rồi thậm chí là hệ thống sàn thương mại điện tử thì chúng ta có thể là quảng bá ngay những cái đầu sách hay ngay sau khi mà giải được công bố. Liệu rằng chúng ta có thể xây dựng một cái chính sách là khi những cái cuốn sách đã đạt giải thì chúng ta sẽ đặt hàng thêm các nhà xuất bản và nó sẽ phát hành đến các cái đối tượng cụ thể như thế nào. Chúng ta phải đưa đến đúng đối tượng để nó phát huy cái tác dụng, chứ không phải mình in sách theo cái kiểu phân bổ đổ đồng. Còn để phổ rộng hơn cho bạn đọc thì hỗ trợ làm sao để giảm giá bìa cuốn sách. Hiện nay thì đôi khi là có những cái cuốn sách đoạt giải thưởng nhưng mà vẫn còn xa lạ với công chúng. Thì hội đồng chấm giải hoặc là cơ quan quản lý nhà nước khi đưa ra giải thưởng hoặc là tổ chức một cái giải thưởng mới thì nên chọn những cái tác phẩm mà vừa hay nhưng mà nó gần gũi với công chúng, nó có thể lan tỏa được công chúng rộng rãi hơn. Trong thời đại hiện nay, có nhiều cách giúp cho một cuốn sách hay được quảng bá và lan tỏa rộng rãi. Nhưng việc này chỉ có thể làm được nếu có sự chung tay của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xuất bản phát hành và sự quan tâm của bạn đọc. Và đặc biệt, hiện nay chúng ta không có quá nhiều giải thưởng sách hay. Trên cơ sở công nhận chính thức các kết quả bình chọn này, đồng thời ủng hộ, thúc đẩy nhiều giải pháp cho các giải thưởng về sách, các cơ quan quản lý qua đó sẽ giúp cho các cuốn sách hay được lan tỏa ra cộng đồng và nhận được sự cộng hưởng từ xã hội. Phần điểm báo sáng nay xin được bắt đầu bằng bài viết trên báo Tuổi Trẻ liên quan đến chủ trương trích ngân sách nhà nước mua sách giáo khoa.
Theo các chuyên gia, việc chính phủ dự kiến bỏ ra 3.500 tỷ đồng để mua sách giáo khoa cho học sinh mượn là một sự hỗ trợ cần thiết. Tuy nhiên, việc sử dụng sao cho phù hợp, không lãng phí kinh phí là vấn đề cân bằng. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần ban hành về hoạt động như thư viện, trường học, trong đó bổ sung sách giáo khoa theo hướng tăng cường vận động các nguồn tài trợ hợp pháp, khuyến khích các trường kết nối thông tin sách giáo khoa và xây dựng cơ chế hỗ trợ lẫn nhau. Như thế có thể khắc phục được tình trạng thừa thiếu sách giáo khoa trong mỗi năm học. Báo Sài Gòn Giải Phóng số ra sáng nay có bài phân tích về phát triển kinh tế đêm tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều chuyên gia nhìn nhận rằng kinh tế đêm cần tập trung vào chất lượng các tuyến phố đi bộ, bởi đó sẽ là nơi thu hút khách trong và ngoài nước. Phố đi bộ tại thành phố Hồ Chí Minh thì có Nguyễn Huệ, đường sách thành phố, công viên Bến Bạch Đằng. Sau khi tuyến metro đi vào hoạt động nên phát triển mạnh các dịch vụ mua sắm tiện ích kèm theo dọc tuyến đường Lê Lợi để phục vụ du khách. Đặc biệt kinh tế đêm thì không có giờ giới nghiêm. Trước bài toán về nhu cầu đổ xe khu vực trung tâm, thành phố Hồ Chí Minh đang cân nhắc nhiều phương án để hướng tới đáp số. Thông tin được đăng trên báo Người Lao Động. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết cơ quan này đang nghiên cứu xây dựng các bãi đỗ xe cao tầng lắp ghép tại các công viên 23 tháng 9, Lê Văn Tám, Tào Đàn thay cho những dự án bãi đỗ xe ngầm chưa thực hiện được. Phương án đang được sở và các nhà đầu tư nghiên cứu hoàn thiện trước khi đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ trương này. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, ngày 30 tháng 9, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai nghị định 45, trong đó có việc tăng mức xử phạt hành vi xả bẩn ra môi trường. Cụ thể, tăng mức xử phạt đến mức tối đa đối với nhóm hành vi cố tình xả trộm, xả lén, xả chất thải không qua xử lý ra ngoài môi trường, gây ô nhiễm môi trường, phạt 1 tỷ đồng đối với cá nhân, 2 tỷ đồng đối với tổ chức. Hành vi vứt thải, bỏ đầu mẫu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định, mức phạt tiền từ 100 đến 150.000 đồng. Hành vi vệ sinh cá nhân không đúng nơi quy định, bị phạt từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng. Nhà chức trách Hàn Quốc hôm qua thông báo bắt đầu từ hôm nay 1 tháng 10 sẽ bỏ quy định xét nghiệm COVID-19 bằng PCR đối với du khách trong vòng 24 giờ đầu tiên sau giờ nhập cảnh. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh làn sóng dịch ở Hàn Quốc đã qua giai đoạn đỉnh điểm và dần được kiểm soát ổn định. Hồi đầu tháng 9, chính phủ Hàn Quốc đã loại bỏ yêu cầu xét nghiệm COVID-19 bắt buộc trước khi khởi hành đối với khách du lịch trong nước. Ngày 26 tháng 9, Thủ tướng Han Duk-soo thông báo việc dỡ bỏ hoàn toàn quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong các sự kiện lớn ngoài trời như sự kiện thể thao, hòa nhạc và các cuộc tụ tập nhóm. Trước Hàn Quốc, Nhật Bản đã nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch và cho phép công dân nước ngoài nhập cảnh để tự đi du lịch. Trước đó, Nhật Bản chỉ cho phép khách du lịch nước ngoài thực hiện các chuyến du lịch theo đoàn. Nhằm duy trì nguồn cung và ổn định giá, hôm qua Trung Quốc đã xuất thêm thịt heo từ kho dự trữ sau khi giá loại thịt này đã tăng vọt khoảng 30%, gây quan ngại về lạm phát. Trong tháng 9 này, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã xuất kho quốc gia dự trữ thịt heo đến 3 lần và yêu cầu tăng lượng thịt giết mổ để kiểm soát giá. Tuy nhiên, giá mặt hàng tiếp tục tăng và dự kiến nhu cầu có thể tăng mạnh trong dịp Quốc khánh vào đầu tháng 10, khiến các cơ quan chức năng phải có biện pháp ứng phó. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cam kết tiếp tục tăng dự trữ thịt heo và tăng phân phối nếu cần. Một khối lượng lớn thịt heo đông lạnh đang được dự trữ và sẽ xuất kho để bình ổn giá, đặc biệt trong những thời điểm nhu cầu tăng mạnh như Tết Nguyên Đán. Giá thịt heo tại Trung Quốc liên tục tăng kể từ giữa tháng 3 vừa qua và lên tới 31,17 nhân dân tệ, tương đương 4 đô la 40 sen Mỹ một ký trong tuần trước. Vụ rò rỉ đường ống dòng chảy phương Bắc là chủ đề nhìn ra thế giới hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi qua phần trình bày của biên tập viên Yến Thành. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 9, lực lượng bảo vệ bờ biển Thụy Điển thông báo phát hiện vụ rò rỉ thứ tư trên tuyến đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc dưới biển Baltic vận chuyển khí đốt từ Nga tới Đức. Trước đó, Thụy Điển và Đan Mạch đã ghi nhận 3 vụ rò rỉ khí đốt trên cả hai tuyến đường ống dòng chảy phương Bắc 1 và 2. Giới chức Thụy Điển cũng cho biết hai chỗ rò rỉ ở phía họ nằm gần nhau. Nga và nhiều nước châu Âu đang mở cuộc điều tra về sự cố rò rỉ đối với các tuyến đường ống dòng chảy phương Bắc. Văn phòng Tổng công tố Nga khẳng định đã có những hành động có chú ý được tiến hành để phá hoại các đường ống khí đốt gây thiệt hại kinh tế lớn cho Nga. Hãng tin Sky News dẫn một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Anh cho biết nhà chức trách Anh cho rằng sự cố tại các tuyến đường ống dòng chảy phương Bắc có thể là do hành động tấn công sử dụng thiết bị nổ ngầm được kích hoạt từ xa gây ra. Thụy Điển cho biết Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc
nhóm họp trong ngày 30 tháng 9 để thảo luận sự cố rò rỉ, nghi là do phá hoại theo yêu cầu từ phía Nga. Thụy Điển và Đan Mạch được yêu cầu cung cấp thông tin cho các thành viên Hội đồng Bảo an về các sự cố rò rỉ xảy ra trong vùng đặc quyền kinh tế của hai quốc gia Bắc Âu này. Sputnik News đưa tin, cảnh sát Thụy Điển đã mở một cuộc điều tra sơ bộ về nghi vấn phá hoại liên quan đến sự cố rò rỉ xảy ra trên hai đường ống dẫn khí đốt, dòng chảy phường Bắc 1 và dòng chảy phường Bắc 2. Người phát ngôn cảnh sát Thụy Điển nêu rõ, chúng tôi đã lập báo cáo và phân loại tội phạm là hành vi phá hoại trắng trợn. Trước đó cùng ngày, nhà địa chấn học Thụy Điển Sporlin khẳng định, hoạt động địa chấn được phát hiện tại địa điểm xảy ra những vụ rò rỉ khí đốt nói trên ở biển Baltic là do các vụ nổ, chứ không phải do động đất hay lở đất. Ông Lin, nhà địa chấn học thuộc mạng lưới địa chấn quốc gia Thụy Điển tại Đại học Uppsala nêu rõ, dữ liệu địa chấn do ông và các đồng nghiệp Bắc Âu thu thập được cho thấy, các vụ nổ diễn ra ở dưới nước, chứ không phải trong tầng đá hay đáy biển. Dù rò rỉ đường ống khí đốt từ Nga sang châu Âu không còn dừng ở mức độ đơn giản là một sự cố kỹ thuật, mà dường như đã khoét sâu vào mâu thuẫn giữa Nga và phương Tây, cũng như làm gia tăng sức nóng cho cuộc chiến khí đốt toàn cầu. Theo trang tin Đức DW, ngày 28 tháng 9, Liên minh châu Âu-EU tuyên bố sẽ sử dụng các biện pháp đáp trả mạnh mẽ đối với thủ phạm đã gây nên sự cố rò rỉ trên. EU cho rằng các vụ rò rỉ không phải là một sự cố ngẫu nhiên. Tất cả thông tin hiện có cho thấy sự cố rò rỉ là kết quả của một hành động có chủ ý. Bất kỳ sự cố ý nào làm gián đoạn cơ sở hạ tầng năng lượng của châu Âu là hoàn toàn không thể chấp nhận được và sẽ được đáp lại bằng một phản ứng mạnh mẽ và thống nhất. Ông Borrell cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc về thiệt hại gây ra từ sự cố. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bất kỳ cuộc điều tra nào nhằm tìm ra nguyên nhân và thủ phạm, đồng thời sẽ thực hiện các bước tiếp theo để tăng khả năng phục hồi nhằm đảm bảo an ninh năng lượng. Tuyên bố được đưa ra sau khi ba điểm rò rỉ được tìm thấy trong các đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang châu Âu qua biển Baltic gần Thụy Điển và Đan Mạch. Tại thời điểm xảy ra sự cố, cả hai đường ống đều không hoạt động, song đã được bơm khí đốt. Các đoạn ống bị rò rỉ nằm ở độ sâu khoảng 80 đến 110 mét. Trước đó, hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersen cho biết hai vụ nổ đã được phát hiện liên quan đến vụ rò rỉ. Điều này không thể hiện một cuộc tấn công vào Thụy Điển. Chúng tôi vẫn liên lạc chặt chẽ với các đối tác như NATO cũng như các nước láng giềng gồm Đan Mạch và Đức để điều tra nguyên nhân sự cố. Người đứng đầu cơ quan năng lượng Đan Mạch Christopher Bozolf cho hay, các lỗ rò rỉ là rất lớn và có thể mất một tuần để khí đốt ngừng thoát ra khỏi đường ống. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại nhất là nếu không sớm được khắc phục, sự cố này sẽ hủy hoại mọi kỳ vọng rằng Nga có thể nối lại nguồn cung khí đốt sang châu Âu ngay khi tình hình chính trị thay đổi. Sự cố rò rỉ đường ống xảy ra trong bối cảnh EU đang phải căng mình đối phó với cuộc khủng hoảng khí đốt và giá điện tăng cao. Thông tin về vụ rò rỉ đã lập tức tác động đến giá khí đốt trên thị trường năng lượng quốc tế. Giá khí đốt tháng 10 tại Hà Lan đã tăng 11% lên mức 204,50 euro mỗi MWh, mặc dù vẫn dưới mức đỉnh của năm nay nhưng đã cao hơn 200% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo các nhà phân tích của Eurasia Group, tùy thuộc vào quy mô thiệt hại, các vụ rò rỉ thậm chí có thể đồng nghĩa với việc đóng cửa vĩnh viễn cả hai tuyến đường ống. Rò rỉ ở kích thước này là một mối nguy hiểm nghiêm trọng về an toàn và môi trường, đặc biệt là nếu như Nga không ngừng bơm khí vào hệ thống. Bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới sự việc này, ngày 27 tháng 9, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Đan Mạch Jens Ellemann Kankom nhằm thảo luận về hành động dường như phá hoại các đường ống khí đốt dòng chảy phương Bắc. Trên Twitter, ông Sullivan cho biết, Mỹ ủng hộ các nỗ lực điều tra và chúng tôi sẽ tiếp tục công việc để bảo đảm an ninh năng lượng cho châu Âu. Cho đến khi một cuộc điều tra hoàn chỉnh được thực hiện, không ai có thể thực sự chắc rằng điều gì đã xảy ra. Tôi đã có cơ hội nói chuyện với người đồng cấp Đan Mạch và tôi được biết là sẽ mất vài ngày trước khi họ có thể đưa nhóm điều tra phù hợp đến hiện trường. Cho đến khi chúng tôi có thêm thông tin hoặc có thể phân tích kỹ càng hơn, chúng tôi sẽ không suy đoán ai là người phải chịu trách nhiệm. Trong ngày 28 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Morten Borgsdorff đã đến Brussels, Mỹ gặp Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg để thảo luận về các biện pháp ứng phó vụ việc. Theo ông Borgsdorff, có lý do để lo ngại về tình hình an ninh ở khu vực biển Baltic.
dù không nói thẳng ra, song tuyên bố của ông giống như quy kết của một số nhà lãnh đạo EU, dường như đang cáo buộc Nga dính líu đến vụ rò rỉ đường ống. Phản ứng trước những ám chỉ của Mỹ và EU, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, việc cáo buộc Nga đứng sau cuộc tấn công vào đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc là ngớ ngẩn, đồng thời lưu ý rằng Moscow đã nhận thấy các công ty năng lượng Mỹ đã tranh thủ đục nước béo cò, bỏ túi đáng kể từ hoạt động cung cấp khí đốt cho EU. Theo ông Peskov, sự cố trên cần được điều tra và thời gian sửa chữa các đường ống bị hư hỏng chưa được công bố. Trong một diễn biến liên quan, chính phủ Na Uy cho biết sẽ tăng cường an ninh xung quanh các cơ sở khai thác khí đốt của mình. Oslo đã trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho EU sau khi Nga ngừng cung cấp khí đốt qua đường ống dòng chảy phương Bắc 1 như một biện pháp đáp trả các lệnh trừng phạt của EU. Tùy thuộc vào quy mô thiệt hại, sự cố rò rỉ thậm chí có thể khiến hai đường ống dẫn khí đóng cửa vĩnh viễn. Theo các chuyên gia, khoảng 250.000 tấn lượng khí metan đã thoát ra. Đan Mạch cho biết vụ rò rỉ này có khả năng sẽ là vụ thoát khí gây hiệu ứng nhà kính lớn nhất từng được ghi nhận tới nay. Nhìn ra thế giới ngày hôm nay xin kết thúc tại đây. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Trở lại phần tin trong nước, nằm trong chương trình thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính sau thủ đô Hà Nội, tối qua, Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Maduro Cruz cùng đoàn đại biểu cấp cao chính phủ đã đến thành phố Hồ Chí Minh, ra sân bay đón đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoàng. Thay mặt lãnh đạo và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Võ Văn Hoàng chào mừng và bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp Thủ tướng Manuel Maduro Cruz. Chuyến thăm lần này thể hiện quyết tâm trong việc tiếp tục phát triển và thắt chặt hơn nữa quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba. Trong thời gian ở thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Manuel Maduro Cruz sẽ gặp gỡ lãnh đạo thành phố và thăm một số địa điểm văn hóa lịch sử và kinh tế. Chiều qua, diễn đàn Logistics thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2022 chính thức đã được tổ chức với chủ đề Vị thế Logistics của thành phố Hồ Chí Minh từ góc nhìn cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực. Tham dự diễn đàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng. Vướng mắc hiện nay của Logistics là hệ thống đường giao thông chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển, đặc biệt là các tuyến đường vành đai kết nối thành phố với các tỉnh Đông, Tây Nam Bộ, triển khai còn chậm. Do đó, giao thương hàng hóa hai chiều giữa thành phố với các tỉnh còn chưa tương xứng với tiềm năng. Bên cạnh đó, mặc dù nguồn nhân lực được xem là lợi thế cạnh tranh lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh, khi thành phố tập trung đến 54% tổng số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Logistics chuyên nghiệp của cả nước, nhưng mối liên kết giữa hệ thống các trường đào tạo với các doanh nghiệp Logistics chưa chặt chẽ, thiếu sự tương tác. Mỗi năm thì chúng ta đào tạo khoảng 7.000 sinh viên và có khoảng 2.500 sinh viên và học viên ra trường. Thế nhưng mà mỗi năm chỉ riêng thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đã cần đến 10.000 lao động trong ngành Logistics. Việc đào tạo ở nhà trường với là cái nhu cầu của doanh nghiệp nó vẫn còn khoảng cách khá là lớn. Chính vì vậy mà nó vẫn diễn ra cái hiện tượng là sinh viên, học viên ra trường thì chưa đáp ứng ngay được cái nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội và doanh nghiệp vẫn phải đào tạo lại. Diễn đàn Logistics thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức nhằm đánh giá thực trạng, qua đó đề xuất các giải pháp xây dựng thành phố trở thành trung tâm dịch vụ Logistics phía Nam và kết nối với khu vực, nghiên cứu kinh nghiệm để phát triển ngành Logistics thành một ngành dịch vụ mũi nhọn của thành phố, trở thành đầu mối của khu vực và góp phần kéo giảm chi phí Logistics xuống còn 16% GDP vào năm 2025, hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng Logistics. Chúng tôi sẽ tham mưu để tạo cái điều kiện, cái khung pháp lý rõ ràng nhất để công bố và mời gọi các nhà đầu tư không chỉ hạ tầng mà chuyển đổi số mà phát triển nguồn nhân lực. Những vấn đề về quảng bá, xúc tiến, tạo cái điều kiện để đáp ứng cái dịch chuyển, cái chuỗi cung ứng đang có cái xu hướng rất là mạnh mẽ trong khu vực và thế giới hiện nay. Đề án Logistics là một trong 49 đề án để thực hiện thành nghị quyết đại hội đảng bộ của thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta cũng đang rất là thuận lợi là vì chúng ta đang được chính phủ hỗ trợ thành phố cùng với các tỉnh lân cận chúng ta phát triển vành đai 3. Đối với lãnh đạo thành phố thì chúng tôi rất là quan tâm đến ngành Logistics vì Logistics gần như là sự kết nối của tất cả các ngành. Nếu phát triển Logistics thì các ngành khác đều thuận lợi đi theo. Với hơn 30 bài viết có giá trị và hàm lượng khoa học, tập trung những vấn đề thời sự về Logistics, chia sẻ kinh nghiệm từ góc độ quản lý nhà nước và doanh nghiệp, diễn đàn góp tiếng nói quan trọng, đề xuất những kiến nghị thiết thực, để từ đó thành phố tiếp tục đẩy mạnh phát triển ngành Logistics, duy trì và phát huy được thế mạnh là cửa ngõ giao thương của cả khu vực phía Nam, đóng góp lớn hơn cho kinh tế thành phố và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Hội thảo triển vọng thị trường Việt Nam hiện tại, tương lai và triển vọng mai sau đã được Ngân hàng HSBC Việt Nam tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp định hướng và nắm bắt các cơ hội kinh doanh tiềm năng. HSBC nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2022 lên 6,9%. Trong quý 2 năm 2022, GDP của Việt Nam đạt 7,7%, mức tăng trưởng cao nhất trong 11 năm qua. Nhờ sự phục hồi trên diện rộng, mở cửa hoàn toàn, nhu cầu trong nước hồi phục trở lại, sản xuất tiếp tục tăng mạnh, xuất khẩu đạt mức tăng trưởng lịch sử. Tôi cho rằng xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng trưởng trong vòng 5 đến 6 tháng tới. Tầng lớp trung lưu đang gia tăng, đang là động lực to lớn của nền kinh tế Việt Nam. Và chính phủ đang thiết lập các yếu tố hỗ trợ kinh tế Việt Nam trước những thách thức của kinh tế toàn cầu. Trong quý tư năm nay, tăng trưởng GDP của Việt Nam có thể chậm lại. Mặc dù là tình hình lãi suất huy động phải tăng, nhưng mà Thủ tướng nói rằng là phải cố gắng giữ lãi suất cho vay. Hay là thứ hai là cũng đang có những đề xuất để miễn giảm thuế chẳng hạn. Thì đó là những cái hỗ trợ hết sức là thiết thực để doanh nghiệp có thêm cái nguồn tài chính cho phục vụ cái vấn đề phát triển của mình. Theo các chuyên gia, Việt Nam cần tạo điều kiện dễ dàng hơn cho hoạt động kinh doanh nhằm thu hút đầu tư, chia sẻ kiến thức và chuyển giao công nghệ. Trong đó cần hết sức ưu tiên cải thiện khuôn khổ pháp lý, thủ tục hành chính và ưu đãi cho doanh nghiệp. Các nhà đầu tư cả hai khối công tư cần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh để giúp Việt Nam chuẩn bị hành trang thật tốt cho tương lai. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau của trên kênh HTV9. Kính chào, tạm biệt.